Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Eway 301. Quý vị và các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo ở phía dưới để thường xuyên cập nhật những video clip tôi đăng lên mỗi ngày. Có rất là nhiều những sản phẩm liên quan đến audio thì rất nhiều anh em không ấn nút đăng ký kênh thì là không cập nhật được những sản phẩm tôi đăng lên. Có rất nhiều sản phẩm tôi về thường xuyên cũng như là sản phẩm chỉ về một thời điểm rồi sau đó hết hàng hoặc là ngắt quãng. Thì ngày hôm nay sản phẩm tôi muốn giới thiệu đến anh em đó chính là những chiếc đầu rẻ mã rời hay còn gọi là DAC. Một sản phẩm mà làm nên tên tuổi của hãng Epic Audio cho đến thời điểm hiện tại và ra mắt rất là lâu rồi. Được rất là nhiều ý kiến đánh giá tích cực từ những người chơi, từ chuyên nghiệp cho đến chơi phổ thông. Đó chính là chiếc DAC X6 MK2 của hãng Epic Audio. Thì như quý vị và các bạn có thể thấy ở đây tôi về khá là nhiều X6 MK2 nhé, tôi nhắc lại. Thì ngoài ra có những cái chiếc đầu dề đèn của hãng Suica Audio cũng rất còn nhiều nhé. Chiếc dề Tube T1 này như tôi đang test ở đây, phía sau đây là chiếc Tube T1 kép với cả chiếc X6 MK2. Rất nhiều anh em hỏi rằng là, tôi sẽ cho nhỏ nhạc một chút. Rất nhiều anh em hỏi tôi rằng là con Tube T1 này của hãng Suica ghép với con X6 MK2 có hợp hay không, thì hợp anh em nhé. Còn Tube thì nó không kén giải mã đâu, cứ được tín hiệu analog đi vào là được. Đây, Tube T1 này, Tube M1 này, Tube T5C vẫn rất là nhiều. Thì là anh em đặt dây đèn của Suica thì thoải mái nhá. Số điện thoại của tôi là 0908722688, giao hàng toàn quốc anh em nhé. Bảo hành 1 năm, hết thời hạn bảo hành chúng tôi hỗ trợ anh em sửa chữa. Và những sản phẩm này thì anh em yên tâm, hoàn toàn yên tâm, chúng tôi sẽ tặng một dây quang xịn cho anh em. Dây quang của Hitachi nhá. Dây quang như tôi đang dùng đây, dây quang xịn, dây quang bãi. Tôi không tiện bày ở đây bởi vì anh em thấy phòng rất là nhiều đồ, rất là nhiều rồi. Nên không thể bày được nữa, phòng ở đây nó cũng khá là chật. Đấy, thì đây sẽ mở hộp anh em xem nhá. Và cũng nói qua một cái sản phẩm này một chút. Đây. Chiếc đầu giải mã X6 MK2 thì anh em quá quen thuộc rồi nhá. Đây, made in China anh em nhá. Hàng này là hàng China, hàng Trung Quốc. Made in China. Con này là hàng chính hãng em nhá, chứ không phải hàng hàng bãi đâu. Hàng mới bóc hộp anh em thấy tem phiếu bảo hành đầy đủ cho anh em. Đấy. Đây là cái dây kết nối từ máy tính anh em nhé, từ máy tính hoặc là điện thoại để vào con giải mã. Nếu như anh em dùng điện thoại thì dùng một cái rắc chuyển đổi nữa từ cái chân sạc của điện thoại. Thứ hai nữa là cái dây nguồn này, anh em thấy dây nguồn chúng ta cắm điện trực tiếp 220V thế là dùng thôi nhé. Và nó có một cái dây bluetooth. Dầu con này thì ngắn gọn đây. Đấy. Bên trong này là chiếc X6 MK2. Như anh em thấy đây, con này mặt màu trắng nhá. Mặt màu trắng nó sẽ khó hơi nhìn chữ một chút đây. Model ở trước mặt DAC X6 MK2. Đó. Nút tắt bật này cũng như là nút chuyển đổi chế độ. Volume âm lượng cũng nhận báo cái tần số nó hiển thị ở đây. Từ 44.1 đến 192 kHz. Rắc chuyển 6 ly, đây là cái 6 ly 3.5 này. Phía sau đây anh em, phía sau chỗ cắm bluetooth này, cắm USB này, cắm cổng quang. Đa số anh em dùng cổng quang từ TV xuống là nhiều. Cổng Coaxial từ đầu đĩa xuống này và ra hai đường AV đây. Audio out là đường AV, cắm dây nguồn vào vậy thôi. Con này so với con X6 ấy thì nó đây, tôi lấy con X6 cho anh em xem. Đây là một chiếc X6 DAC X6 thường. Thì con này, so sánh một chút thì so với con DAC X6 thường ấy thì con này to hơn nhá. Cái hình thức bên ngoài to hơn một chút, to và dài hơn, to dài hơn. Và chip cũng chip cao hơn anh em nhé. Con này chip nó cao hơn nên là nghe nó hay hơn. Và volume con này chỉnh to nhỏ được. Còn X6 thường thì không chỉnh volume được. Con volume mà chỉ dùng cho tai nghe thôi. Đấy, công tắc của nó thì con này thì gạt, con này thì ấn nhả. Ngoài ra nó có thêm cổng kết nối nữa. Anh em thấy nhá. Anh em thấy đây, đầu ra vẫn là đường AV để xuống âm ly này, hoặc là xuống vang này, xuống dề vong này. Đầu vào vẫn là Coaxial giống nhau này, Optical giống nhau này, USB giống nhau này. Con này thêm một cái đầu vào nữa là đầu vào của Bluetooth. Đấy nhá. Con này chip cao hơn, nó hay hơn là bởi vì nó chip nó đời nó cao hơn, chứ không phải là hay hơn vì Bluetooth anh em nhá. Em lưu ý cho. Đấy. À tôi xin lỗi, nó hay hơn nên là nó đắt tiền hơn, là bởi vì chip nó cao hơn. Chứ nhiều anh em bảo là vì sao con này
anh em cứ nghĩ rằng là X6 Mark II nó đắt hơn bởi vì cái Bluetooth thôi, không phải nhá. Chip nó cao hơn rất là nhiều. Nghe khác một trời một vực luôn. Đây anh em nhá. Tôi lưu ý một chút cho anh em này. À, công tắc bật tắt đây. Ấn giữ 2 giây là tắt, bật lên thì ấn giữ 2 giây là bật. Đó, ấn giữ 2 giây là bật anh em nhá. Volume đây nhá, volume anh em xoay vô cùng, nó không hết, không giới hạn. Đây là đèn báo mắc thì thôi. Và cái lúc volume này ấn nó tạm dừng này. Chúng ta ấn volume. Đấy, ấn nó tạm dừng, em thấy không? Đèn báo mute đầu tiên là tạm dừng. Chúng ta chỉnh volume nó sẽ tự mất. À không mất, phải ấn đấy. Đó. Và đây cái nút chuyển chế độ là đây là nút chuyển chế độ này. Optical USB này, chúng ta cắm cổng nào thì chuyển sang chế độ đèn đó nhá. Đó. Dùng optical cổng quang như tôi đây thì chuyển sang chế độ optical. Đèn báo chỗ này này. Anh em thấy chưa? Nhá. Ở đây là con rè Tube T1, con này tôi bán là 850, con này có thể chỉnh được bass chép này. Tăng giảm âm lượng này. Đó. Con này 850 một cặp nhá. Bổ sung thêm, tức là mình thêm một con rè nữa để nghe nó được linh tai hơn. Tôi nhắc lại một chút là giá sản phẩm DAC X6 Mark II có giá là 1.650.000 đồng. Giá này là miễn phí vận chuyển cho anh em. Và tặng thêm một cái dây quang xịn nữa. Dây quang xịn như tôi đang dùng kìa. Dây quang của Hitachi màu đen. Đây. Dây quang của Hitachi. Dây quang này tôi bán lẻ ra là 165.000. Và anh em nào mua tại cửa hàng là 165. Còn ship sẽ là 190.000 khi ở giao hàng toàn quốc nhé. 190.000 dây quang này bao ship. Mua giải mã sẽ được tặng kèm. Và tất nhiên là rằng là con giải mã này thì rất là nhiều nơi bán, khẳng định với anh em. Thì anh em mua hàng của tôi thì cam kết với em đây là hàng chính hãng. Hàng chính hãng 100%, có nguồn gốc xuất xứ đầy đủ, chứ không phải hàng nhái, hàng fake, hàng loại 1, hàng loại 2 như anh em từng thấy. Và thứ hai là cái chế độ bảo hành cho anh em. Bảo hành cho anh em 1 năm, lỗi 1 đổi 1. Hết thời hạn bảo hành thì tôi hỗ trợ anh em sửa chữa. Và cái thứ hai nữa là cái mà anh em nhận được đó chính là cái sản phẩm này này. Cái dây đi kèm này rất là quan trọng nhá. Dây này rất là quan trọng nên là tôi tặng kèm anh em những cái sản phẩm dây được chất lượng và đảm bảo. Tất nhiên là có rất là nhiều anh em có thể nhập cái sản phẩm như này vào bán nó rẻ hơn một chút. Bán nó rẻ hơn một chút là điều hết sức bình thường. Thế nên là khi trong trường hợp trục trặc thì những anh em đó, những anh em mua hàng đó để mang đến cho tôi, bảo là mua hàng của tôi, nhưng thực tế không phải, anh em mua hàng của tôi rồi, chúng tôi đều lưu thông tin của khách hàng vào máy tính nhá. Check sẽ là ra. Có rất nhiều anh em mua hàng chỗ khác mang đến chỗ tôi bảo hành thì tôi thấy rất là vô lý. Nhưng mà tôi vẫn hỗ trợ anh em sửa chữa và chúng tôi vẫn tính công bình thường. Cái đó là đều tất nhiên rồi. Đấy nhá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.